ai đây, ai đây? Là Nguyễn Huỳnh Như. Dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt tha, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm. Xin chào chương trình Miss Cosmo Việt Nam. Thì năm nay thì Như cũng rất là vinh dự được chương trình mời vào vị trí là cố vấn dự án cộng đồng cho tất cả các bạn thí sinh. Thì hiện tại là Như có mặt tại vòng casting, tại vì Như muốn là theo sát tất cả các bạn thí sinh từ những ngày đầu tiên. Tại vì Như thấy trong hồ sơ tất cả các bạn thí sinh, Như có tham khảo từng hồ sơ thì các bạn để ở trong đó là mỗi bạn đều có mong muốn sẽ được thực hiện dự án cộng đồng riêng cho bản thân của mình. Và hầu như tất cả các cô gái bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều có những dự án cộng đồng rất là tuyệt vời. Ví dụ như Ngọc Châu có dự án là Dream Up Việt Nam nè, Khánh Vân cũng vậy. Thì Như muốn là năm nay Như tham gia vào chương trình với vị trí là cố vấn dự án cộng đồng, thì Như có thể lắng nghe chia sẻ của tất cả các bạn từ những ngày đầu tiên để mình có thể ghi nhớ lại và mình có thể ghi chú lại để sau này những cái tập tiếp theo của chương trình mình có thể về nhà mình nghiên cứu những dự án của các bạn để sau này hỗ trợ các bạn chi tiết hơn. Tiêu chí thì thật sự là quá khó nha, năm nay là rất là khó luôn. Năm nay sẽ lựa chọn ra những cô gái thật sự rất là tài năng, bản lĩnh và cũng như là hội tụ rất là nhiều yếu tố luôn. Còn sự chuẩn bị của chương trình thì không phải nói rồi, rất là hoành tráng, rất là chỉnh chu và nói chung là phải choáng ngợp khi mà bước đến đây. Thật sự là ngày hôm nay là sẽ phải là một hành trình dài, nhưng mà mong là sẽ tìm kiếm được những cô gái thật sự tuyệt vời nhất, vừa có một hình thể đẹp, một sắc vóc đẹp mà vừa có một trái tim yêu thương nữa. Như muốn gửi một cái lời chúc cho tất cả các cô gái sắp sửa bước vào vòng casting là chúc tất cả các bạn sẽ tự tin, tỏa sáng nhất, ghi thật là nhiều những cái điểm tốt trong lòng tất cả các quý vị ban giám khảo và sẽ bước vào top 60 của chương trình. Never knew I'm blessed, yeah.